Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thời sự Khánh Hòa tối nay, thứ Năm ngày 20 tháng 7 năm 2023. Hôm nay chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Khai mạc kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ từ năm 2021 đến năm 2026. Đảng bộ thị trấn Diên Khánh học tập Bác, phát huy giá trị văn hóa, đoàn kết xây dựng quê hương. Bây giờ là phần nội dung chi tiết. Chiều nay, ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Quân chủng Hải quân do chuẩn đô đốc Phan Tuấn Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân dẫn đầu. Tại buổi làm việc, tỉnh Khánh Hòa và Quân chủng Hải quân đã nghe các báo cáo và trao đổi thảo luận góp ý về một số nội dung dự thảo chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Bộ Tư lệnh Hải quân và Tỉnh ủy Khánh Hòa giai đoạn 2023-2025, quy chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa, đề xuất xử lý vướng mắc liên quan đến thực hiện quy chế đảm bảo an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh. Các đại biểu tham dự buổi làm việc cũng đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm hướng đến xây dựng huyện đảo Trường Sa ngày càng phát triển. Diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp với phòng thủ dân sự thành phố Nha Trang năm 2023 đã khai mạc vào sáng nay. Tham dự buổi khai mạc có ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Khánh Hòa. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Về phía thành phố Nha Trang có ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập thành phố. Theo kế hoạch, đợt diễn tập năm 2023 của thành phố Nha Trang diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 7, với 6 khu vực diễn tập vận hành cơ chế và thực binh. Diễn tập tập trung vào 3 nội dung chính, tương ứng với 3 giai đoạn: chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ vững chắc địa bàn. Phát biểu tại buổi khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân đề nghị địa phương tập trung quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc diễn tập đối với các thành viên lực lượng tham dự. Tổ chức điều hành buổi diễn tập khoa học, hiệp đồng chặt chẽ, năng động sáng tạo trong quá trình chỉ đạo điều hành phù hợp với thực tế, qua đó bảo đảm an toàn an ninh tuyệt đối trong suốt buổi diễn tập, đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Sau lễ khai mạc, thành phố Nha Trang đã tổ chức buổi diễn tập thực binh phòng thủ dân sự, phòng chống khắc phục sạt lở đất đá trên địa bàn xã Phước Đồng. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ từ năm 2021 đến năm 2026 đã khai mạc vào sáng nay tại Nha Trang. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đồng chủ trì. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh diễn ra trong không khí toàn đảng, toàn dân tỉnh Khánh Hòa chung sức đồng lòng cùng thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 là thành phố trực thuộc Trung ương và đến năm 2045 trở thành đô thị thông minh, bền vững, bản sắc, ngang tầm khu vực châu Á. Với những cố gắng nỗ lực không ngừng, 6 tháng qua, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại và hạn chế như tiến độ lập quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040 và đồ án quy hoạch đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045 chậm so với kế hoạch đề ra, làm ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư ngoài ngân sách. Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp, cụm công nghiệp còn thấp, chưa tạo được động lực phát triển công nghiệp, thu ngân sách nhà nước giảm so với cùng kỳ, kết quả giải ngân vốn đầu tư công thấp. Do vậy, yêu cầu đặt ra tại kỳ họp là phân tích làm rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan khiến cho các chỉ tiêu còn thấp, từ đó đề ra những giải pháp đồng bộ để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Các nội dung trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp này là những nội dung quan trọng, thu hút sự quan tâm và kỳ vọng của cử tri và nhân dân Khánh Hòa. Vì vậy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thẳng thắn đóng góp ý kiến, thể hiện quan điểm đối với từng nội dung nghị sự để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao, góp phần để Hội đồng Nhân dân tỉnh đưa ra những quyết định đúng đắn, thực sự đồng hành, phù hợp với thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong năm 2023, tiếp tục tạo đà thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và nghị quyết 09 của Bộ Chính trị.
Tại phiên khai mạc, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo đó, từ đầu năm đến nay, đã tổ chức thành công 4 kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh, 3 phiên họp thường trực của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, 2 hội nghị trao đổi kinh nghiệm. Bên cạnh đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện 2 đoàn giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 và giám sát về tình hình chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đối với tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, 6 tháng qua, kinh tế của tỉnh vẫn giữ ổn định và tiếp tục đà phát triển. Tổng sản phẩm tăng hơn 7,8%, đứng thứ 9 cả nước, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 6%, đặc biệt doanh thu du lịch tăng gấp 2,3 lần. Tỉnh cũng đã công bố thành công quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Tăng cường hợp tác liên kết thông qua việc ký kết thỏa thuận phát triển kinh tế xã hội với các tỉnh lân cận. Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp tục bám sát thực hiện các mục tiêu đề ra tại nghị quyết 09 Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Qua đó, nền kinh tế của tỉnh Khánh Hòa tiếp tục duy trì đạt tăng trưởng tích cực, từng bước phát huy những thành quả đạt được và khắc phục những tồn tại yếu kém của địa phương. Trong những tháng cuối năm 2023, mặc dù nhiệm vụ sẽ rất nặng nề, nhưng với sự nỗ lực chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tin tưởng rằng sẽ vượt qua khó khăn thách thức và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của năm 2023. Bên cạnh 17 báo cáo công tác thường kỳ đánh giá về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, 2 báo cáo kết quả giám sát chuyên đề và nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và hoạt động giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét và thông qua 30 nghị quyết quan trọng, trong đó tập trung chủ yếu vào lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư công và đất đai. Đây là những nội dung có ý nghĩa hết sức cấp thiết nhằm hỗ trợ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023 và những năm tới. Kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 ngày, 20 và 21 tháng 7. Chương trình tiếp tục với những thông tin khác. Sáng nay, ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì hội nghị giao ban quý 2 năm 2023, khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Văn Thiệu. Trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp quan tâm, chăm lo, bảo vệ lợi ích thiết thực, chính đáng của nhân dân, đồng thời có nhiều chương trình hỗ trợ, động viên đoàn viên, hội viên khởi nghiệp sáng tạo. Công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người có công, gia đình chính sách, các đối tượng yếu thế trên địa bàn thường xuyên được quan tâm. Trong đó, công tác xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết, mái ấm công đoàn, mái ấm nhân ái được triển khai thực hiện với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng. Các hoạt động đã góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Quốc Trị đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy, trung ương, cũng như đẩy mạnh triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của tỉnh, nhất là nghị quyết hội nghị tỉnh ủy lần thứ 15. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, đồng thời tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để kịp thời xử lý các vấn đề mới phát sinh, tiếp tục chỉ đạo các cấp hội chủ động phối hợp công an cùng cấp triển khai hiệu quả đề án 06. Chiều nay, đoàn công tác trung ương về cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, để khảo sát thực tế mô hình sản xuất kinh doanh hàng Việt Nam chất lượng cao của các doanh nghiệp tại Khánh Hòa. Cùng làm việc với đoàn có ông Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh. Tại công ty cổ phần rong biển DT Khánh Hòa, đoàn đã khảo sát, tham quan dây chuyền sản xuất, tìm hiểu các dòng sản phẩm chủ lực, các dòng sản phẩm mới của công ty. Năm 2022, công ty đạt doanh thu 60 tỷ đồng. Hiện nay, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư công nghệ, máy móc hiện đại để sản xuất ra các sản phẩm giá trị gia tăng từ rong biển. Định hướng 5 năm tới, công ty sẽ đầu tư vào công tác nghiên cứu cải tiến sản phẩm hiện có và phát triển thêm các sản phẩm mới,
các sản phẩm giá trị gia tăng đối với các loại rong biển tại Việt Nam, nhằm hướng đến sản xuất ra thị trường nước ngoài mang thương hiệu Khánh Hòa Việt Nam. Công ty là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu tại Khánh Hòa, đã đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh hàng Việt Nam chất lượng cao. Năm 2020, công ty đã xác lập kỷ lục là đơn vị có diện tích nuôi trồng và sản lượng thu hoạch rong nho lớn nhất Việt Nam. Năm 2021, đạt chứng nhận ô cốp 4 sao cho sản phẩm rong nho tách nước Okinawa. Năm 2021, đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, góp phần thúc đẩy cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam phát triển mạnh mẽ tại Khánh Hòa và trong cả nước. Sáng nay tại Nha Trang, Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Tiết kiệm Năng lượng Toàn quốc năm 2023. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ ngành liên quan, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, Trung tâm Khuyến công, Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng, các đơn vị doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ một số kinh nghiệm của các địa phương đơn vị về triển khai chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, việc tổ chức các giải thưởng hiệu quả năng lượng thường niên, kết quả triển khai chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phát triển công trình xanh, kinh nghiệm giải pháp tài chính cho các dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng tiếp cận công nghệ sản phẩm hiệu suất cao. Hội nghị là dịp để Bộ Công Thương, các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tổng kết đánh giá kết quả, định hướng, xác định mục tiêu, giải pháp ưu tiên triển khai nhất quán, đồng bộ chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, cả nước phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ. Đến năm 2030, có 50% các tòa nhà công sở, nhà dân sử dụng điện mặt trời, mái nhà tự sản, tự tiêu. Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% hệ thống chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED. Chiều cùng ngày, Bộ Công Thương cũng đã tổ chức Hội nghị Toàn quốc về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2023, nhằm đẩy mạnh các hoạt động thuộc chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2023 và những năm tiếp theo. Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai các hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững, giải pháp hạn chế chất thải nhựa, áp dụng tiêu dùng bền vững trong quản lý chất thải nhựa, sản xuất và tiêu dùng bền vững trong ngành dệt nhuộm, công nghệ khí hóa, kinh tế tuần hoàn từ rác. Năm 2023, Bộ Công Thương xác định các nhóm nhiệm vụ sẽ được ưu tiên thực hiện như đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng doanh nghiệp, các khu cụm công nghiệp làng nghề về sản xuất và tiêu dùng bền vững, khảo sát, xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu trong các ngành công nghiệp, xây dựng ứng dụng và phổ biến các mô hình thu hồi tái sử dụng và tái chế chất thải, các mô hình quản lý tổng hợp khai thác chế biến và chế tạo sản xuất và sử dụng bền vững nhiên liệu nguyên liệu cho các ngành công nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã định hướng huyện Diên Khánh là đô thị sinh thái, văn hóa truyền thống. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn huyện. Trong thực hiện chuyên đề năm 2023, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với khát vọng xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Phóng sự sau được thực hiện tại thị trấn Diên Khánh, địa phương đang nỗ lực hướng tới mục tiêu đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023. Đường hoa Dương Vận Khéo được chi bộ tổ dân phố Đông Môn 3 thực hiện trên tuyến đi qua cổng thành Diên Khánh là hình ảnh đẹp về tinh thần bảo vệ giữ gìn di tích văn hóa lịch sử. Thành cổ Diên Khánh là một trong ba di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia trên địa bàn thị trấn. Chi bộ đã xây dựng các mô hình Dương Vận Khéo, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, xây dựng các tuyến ngõ văn minh. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh qua các chuyên đề hàng năm trước đó và năm 2023 đã được thể hiện bằng những nội dung việc làm cụ thể thiết thực. Cái cụ thể nhất của chúng tôi hiện nay đó là xây dựng một cái lối sống văn hóa từ giao tiếp, văn hóa trong cuộc sống, xây dựng cái nếp sống văn hóa là làm sao để phát huy được cái giá trị của con người. Ở đây chúng tôi tập trung đó là xây dựng cái học tập, xây dựng vận động, xây dựng gia đình hiếu học, tạo một cái môi trường cho các cháu. Cụ thể nhất đó là hàng năm thì đã là
tổ chức các cái khen thưởng cho các cháu đạt thành tích xuất sắc. Bên cạnh đó chúng tôi tổ chức các cái hoạt động cho các cháu để làm sao cho các cháu ngay từ bây giờ các cháu được phát triển một cách toàn diện. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là nội dung nhất quán xuyên suốt trong nghị quyết của Đảng bộ, chi bộ và được triển khai sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Từ sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy thị trấn, các chi bộ đã xác định và thực hiện các nội dung vấn đề sát với yêu cầu thực tiễn, từ đó có cách làm hiệu quả, xây dựng các mô hình hay, nêu gương điển hình, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh. Bằng với cái sự nỗ lực, chúng tôi đã biến những cái nội dung học tập thành những hành động cụ thể, thành những việc làm rất là gần gũi, để từ đó là cùng với các đoàn thể, cùng với bà con trong thôn xóm hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu trên giao. Và từ đó chúng tôi đã biến thành những cái kết quả rất là thiết thực, và điều này cũng đã góp phần rất là lớn trong cái việc là giúp cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội cũng như đời sống nhân dân của tổ dân phố Đông Môn 3 càng ngày càng ổn định và phát triển. Đảng bộ thị trấn Diên Khánh hiện có 413 đảng viên sinh hoạt ở 23 chi bộ. Qua các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan đơn vị được thể hiện rõ nét. Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, tác phong và hiệu quả công việc của cán bộ công chức viên chức có sự chuyển biến tích cực. Thị trấn đang hướng tới mục tiêu đạt chuẩn đô thị văn minh trong năm 2023, góp phần phấn đấu xây dựng huyện Diên Khánh trở thành thị xã vào năm 2025. Hiện nay địa phương đang thực hiện một cái chương trình lớn, đó là phấn đấu cái thị trấn Diên Khánh hoàn thành các tiêu chí để đạt đô thị văn minh trong năm 2023. Đảng ủy đã chỉ đạo các ngành, mặt trận, các đoàn thể phối hợp với các chi bộ, tổ dân phố đến từng các hộ dân để tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao ý thức chấp hành. Thì qua triển khai thực hiện cho đến nay thì đa số là bà con nhân dân trên toàn địa bàn đồng tình ủng hộ và chấp hành theo cái chủ trương chung của Đảng ủy, và phấn đấu đến tháng 8 năm 2023 thị trấn Diên Khánh sẽ hoàn thành các tiêu chí để được cấp trên công nhận là đô thị văn minh. Lan tỏa giữa giá trị văn hóa tốt đẹp, phát huy tiềm năng thế mạnh của một huyện nông thôn mới, học tập và làm theo Bác. Trong tương lai không xa, Diên Khánh sẽ là đô thị sinh thái văn hóa truyền thống trong sự phương lên của tỉnh Khánh Hòa, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Chiều nay, Công đoàn ngành công thương tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ tư, nhiệm kỳ từ năm 2023 đến năm 2028, với sự tham gia của 110 đại biểu chính thức đại diện cho 3.442 đoàn viên công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành. Tính đến tháng 6 năm nay, Công đoàn ngành công thương tỉnh quản lý 79 công đoàn cơ sở. Số lao động là 4.287 người, trong đó lao động nữ chiếm tỷ lệ 39%. Số đoàn viên công đoàn là hơn 3.400 người, tỷ lệ 81%. Nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền giáo dục đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, có nhiều chuyển biến tích cực, củng cố lòng tin của công nhân viên chức lao động đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn. Ý thức công nhân viên chức ngày càng được nâng cao. Trong 5 năm qua, hoạt động công đoàn tập trung chủ yếu từ cơ sở, lấy tổ công đoàn cơ sở là hướng tập trung chủ yếu cho các hoạt động phong trào, như văn hóa, thể thao, thăm hỏi động viên, công tác từ thiện xã hội đều có các hoạt động thiết thực đi sâu vào cuộc sống người lao động. Hội nghị cũng chỉ ra tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Diễn ra trong 2 ngày với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết phát triển, Đại hội Công đoàn ngành công thương tỉnh Khánh Hòa lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn ngành nhiệm kỳ 2018-2023, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn ngành công thương khóa 3 nhiệm kỳ 2018-2023, thông qua kết quả bầu Ban chấp hành Công đoàn ngành công thương khóa 4 nhiệm kỳ 2023-2028, bầu đại biểu chính thức dự Đại hội 11 Công đoàn Khánh Hòa và Đại hội 4 Công đoàn Công thương Việt Nam. 9 đơn vị thuộc khối thi đua các sở quản lý nhà nước 2 đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023.
6 tháng đầu năm, công tác thi đua khen thưởng của khối tiếp tục được đổi mới về mọi mặt, từ lãnh đạo chỉ đạo đến tổ chức triển khai các phong trào kịp thời, hiệu quả, đi vào chiều sâu. Các đơn vị trong khối đã tổ chức đăng ký thi đua đúng quy định, triển khai nghiêm túc với tiêu chí cụ thể, sát thực tiễn, phù hợp với chức năng nhiệm vụ, trong đó đạt nhiều kết quả nổi bật như thu hút 2,78 triệu lượt khách du lịch, tăng 165% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch đạt hơn 12.500 tỷ đồng, toàn tỉnh có 61 trên 92 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thực hiện cấp 13 giấy phép thi công đấu nối đường nhánh vào đường tỉnh, 47 giấy phép công trình thiết yếu. 6 tháng cuối năm, các thành viên trong khối tiếp tục nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, trong đó triển khai có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước do các cấp, bộ, ngành phát động, tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, bồi dưỡng nhân tố mới, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và phong trào thi đua cụ thể. Cũng trong chiều nay, Trung tâm Tư vấn Pháp luật Hội luật gia tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Trung tâm Tư vấn Pháp luật hiện có 13 tư vấn viên và cộng tác viên pháp luật. 6 tháng đầu năm, hoạt động của trung tâm đã có nhiều chuyển biến. Số lượng vụ việc tư vấn pháp luật tại văn phòng trung tâm tăng hơn so với cùng kỳ năm 2022. Công tác nghiên cứu học tập pháp luật mới có hiệu lực được chú trọng. Công tác tuyên truyền pháp luật và tham gia góp ý xây dựng pháp luật được tăng cường. Trung tâm đã tham gia 5 cuộc hội thảo, tư vấn trực tiếp 11 lượt vụ việc, tổ chức 19 buổi tuyên truyền pháp luật cho hơn 1.300 người. 6 tháng cuối năm, Trung tâm tiếp tục củng cố, bổ sung tư vấn viên và cộng tác viên pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật cho các xã thị trấn của hai huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, tham gia góp ý luật đất đai sửa đổi theo kế hoạch của Trung ương và tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do Hội luật gia Việt Nam, Hội luật gia tỉnh tổ chức. Nhằm chủ động phòng chống thiên tai năm 2023, vào sáng nay, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai, đảm bảo an toàn đập hồ chứa mùa mưa lũ tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa đang quản lý vận hành khai thác 18 hồ chứa, 32 đập dân và 6 trạm bơm. Trong số 14 hồ chứa dung tích lớn, có 9 hồ điều tiết nước qua tràn có cửa van, 2 hồ điều tiết nước qua tràn tự do kết hợp cửa xả sâu và 3 hồ điều tiết nước qua tràn tự do. Công ty đã bố trí nhân lực thường xuyên theo dõi, kiểm tra các hạng mục công trình đầu mối, định kỳ tổ chức kiểm tra hiện trạng an toàn đập hồ chứa trước mùa mưa lũ. Về công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai, công ty đã tiến hành rà soát, cập nhật phê duyệt phương án ứng phó thiên tai, kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai tại đơn vị, tập kết vật tư trang thiết bị tại công trình để đảm bảo nhanh chóng xử lý bước đầu đối với các sự cố đột xuất, sẵn sàng các phương tiện thông tin liên lạc trong mùa mưa lũ như điện thoại, fax. Phối hợp cùng chính quyền địa phương, lập phương án ứng phó, xử lý, khắc phục sự cố mất an toàn công trình, đập hồ chứa nước và phương án di dời dân trong phạm vi ảnh hưởng. Tại buổi làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đề nghị công ty tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung theo phương án ứng phó thiên tai, khắc phục ngay những hư hỏng, nứt gãy hệ thống kênh chính, tràn xả lũ, thân đập nhằm đảm bảo an toàn công trình, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa mái hạ lưu tại hồ Đá Bàn và hồ Hoa Sơn, lập phương án phối hợp với các ban ngành trong tỉnh nhằm chủ động các giải pháp đảm bảo an toàn cho hồ chứa. Cập nhật tiến độ thực hiện đề án 06, tới đến ngày hôm qua 19 tháng 7, toàn tỉnh đã thu nhận 758.527 tài khoản định danh điện tử, đạt tỷ lệ 100,2%, đã kích hoạt 491.436 tài khoản, đạt tỷ lệ 64,94%. Trong ngày 19 tháng 7, toàn tỉnh đã thu nhận 8.862 tài khoản đăng ký định danh điện tử, tỷ lệ hoàn thành đạt 100,23%. Số tài khoản được kích hoạt trong ngày là 19.412 tài khoản, đạt tỷ lệ 87,1%. Cụ thể từng địa phương như sau. Thành phố Nha Trang đã thu nhận 2.109 tài khoản trong ngày, tỷ lệ hoàn thành đạt 92,97%. Thành phố Cam Ranh thu nhận 1.025 tài khoản trong ngày, tỷ lệ hoàn thành 85,47%. Thị xã Ninh Hòa thu nhận 3.740 tài khoản trong ngày, tỷ lệ hoàn thành đạt 93,83%. Các huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Lâm đã hoàn thành chỉ tiêu thu nhận. Nhưng trong ngày 19 tháng 7, huyện Khánh Vĩnh vẫn thu nhận thêm 33 tài khoản, Khánh Sơn 7 tài khoản, Diên Khánh 552 tài khoản, Vạn Ninh 608 tài khoản, Cam Lâm 788 tài khoản. Huyện Khánh Sơn đã hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự Khánh Hòa tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt.